Thưa quý vị, chính quyền quận 2 sẽ làm việc với từng trường hợp khiếu nại tại Thủ Thiêm. Truyền thông trong nước vào hôm ngày 16 tháng 7 cho biết, 28 gia đình ở Thủ Thiêm từng đến Hà Nội khiếu nại với nhà cầm quyền tại đây sẽ được giới hữu trách quận 2 tiếp xúc trực tiếp từng trường hợp để hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại của họ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo một cư dân ở Thủ Thiêm đã từng đi khiếu nại tại những cơ quan từ địa phương đến trung ương, vào tối ngày 16 tháng 7 đã cho biết, thì thông tin trên có sự mâu thuẫn. Bởi nếu theo thông báo này thì tất cả những người dân khiếu nại ở Thủ Thiêm phải trở về quận 2 để nộp đơn theo đúng trình tự thủ tục, không được khiếu nại vượt cấp. Trong khi đó, giới hữu trách quận 2 lại nói rằng đang hướng dẫn người dân để làm đơn khiếu nại lên thành phố. Như vậy, chính quyền Cộng sản Việt Nam chuyển hồ sơ của người dân về quận 2 và quận 2 lại chuyển hồ sơ này lên lại chính quyền của thành phố Sài Gòn. Và mọi người cũng dễ dàng nhận thấy rằng đây chỉ là một trò lừa đảo của chính quyền Cộng sản mà thôi. Và điều này cho thấy chính quyền không hề có thiện chí để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.